Yo anh em, lại đổ xấu rồi, một những chuỗi ngày đau khổ thê thảm của chúng ta rồi. Ê, mình muốn khóa bọn này lại nhỉ? Khóa bọn này lại đi. Cứu mà ngon vãi. Chắc mình cho con rác này cho floor này thôi. Just like a kid. Mua được hai con luôn này, bỏ khóa luôn này. Vuốt hung tàn này. Ôi, kỳ lạ ta. Ô thôi xong rồi. Xong rồi. Dở ghê, dở ghê. Ôi còn floor đứng lên đấy, ngại quá. Lên lên đấy, lên nào. Floor ba đầu thôi. Mà Dũng chưa chắc chắn thắng đâu nhưng mà tướng khá là ngon. Đồ thì hơi xấu nhưng mà tướng khá là ngon. Vuốt ông tàn để chẳng đánh cung nhỉ. Để đánh cung đánh cú gì đó khá là ngon đấy. Đánh cung ngon này. Cái hồi máu nó hồi điên lắm. Nhất là kiểu anh em bây giờ có 230 công tốc đánh rồi cộng với 100% tốc đánh nữa thì nó hồi máu gần như là không mất máu tí nào luôn đấy, cộng với cả thợ săn quỷ các thứ nữa trâu á, hai đồ này thôi cộng truy hồn nữa thôi là sáng mai mất máu luôn đấy. Violet khá là ngon này, mình thích Violet này nhưng mà cho nó ba đồ này hơi kỳ, mình nghĩ là không nên. Cần mình bán con rat đi nhá. Trên đội. But when you speak, your speech in silence. Sao mình lại nhiều đam nhỉ? 25%, 25% là chỉ 50%, 50% là... Sao lại nhiều thế nhỉ? Tính sai không? 50% nhá, mà xiên của nó là bao nhiêu? Xiên nó là 2.000. Nhân đôi là 3.000. 3.000 nhân 25% là 50% là 4.500. 4.500 mà vừa rồi xiên khoảng 4.000 mấy. Minup Pro xiên. Ôi à, xiên sớm thế. Xiên. Thế rồi, thua trận này à. Thua trận này anh em ơi. Nâng cao thua trận này rồi. Còn sọt tiền nữa, đèn thế. Lại bán con gì đi rồi. Bán con rat đi rồi. Billy đi vậy. Gặp đúng quả floor xiên luôn. Không để ý đấy. Không để ý thật. Chủ quan lắm. Nó xuyên luôn rồi 12 AT sách thánh ấy, chịu rồi. Combo hủy diệt. Tướng mình đẹp đồ mình xấu. Người chủ quan đánh thú nhỉ, đánh thú trận này cũng ngon đấy. Thú chỗ này ngon. Thú à? Tại có Vác Gaia rồi thì chẳng lẽ đánh thợ săn quỷ nữa ra hơi thừa. Thú thì thú ba đồ này cho Yon cũng khá là ok. Lết thì cho nó có truy hồn. Thú Yon thôi, đồ cho Yon khá là chuẩn chỉnh thôi. Xem bao nhiêu con Yon. Sợ hết Yon nhỉ? 17. 17 con Yon.
Speak my true name. Let there be light. Grow up, grow strong. I will be your eternal torment. I am the earth. Master. Okay. Ai à, vừa bắn đau thế. What is my target? Master of the secret martial art. Who wants to friend you? You speak. How may I help you? Ai, đang Norman. Ra Yon anh em ơi. 16 Yon cũng có khả năng đấy. Chứ biết rồi. Chờ một chút anh em. Cái thế nó xin mình chứ. Thôi kệ chỗ này, thời gian chứ thua cũng ít mà. Không quá căng thẳng này. Khá nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa có ấy em ơi, vẫn chưa có một con Yon hay một con gì đó để mình cầm đồ carry. Chắc để Norman chơi thôi. Norman chơi thêm một tí nữa. Ai bị lì giữa carry thế? Chả có đồ gì cho nó mà nó carry thế. Greasy lấy được. Malok lấy được. Malok đi. Nho 13 con. Nên luôn được nhỉ? Chả vội. Chả chuỗi gì nhẹ nhẹ. Nên luôn chắc thêm một con Malok hoặc thêm gì không? Malok không có đồ. Red này.
này thân mình ngon lòng hai lau tiêu carry. Mana nhỉ? Bây giờ ở chỗ có mana. Tương đáy à? Hai con giò này sấy điên thế. Trời ơi, xiên một phát đi bạn ơi. Đứng yên luôn mà ghét vãi. Mà chắc là không có lấy cho mình đâu. Chơi này trông hơi kỳ nhưng mà chắc là chơi được. Chơi hết đi. Sẽ thử cái này đi. Cái bản này have fun. Have some fun. Let's have some fun, shall we? Ô, đừng đùa, Amelie còn floor này điên phết đấy. Ra đam phết đấy chứ. Đừng đùa. I am the Ghost Walker. Em không có tướng mà chơi thật ý. Chơi ma lốc. Giờ mới ra do này em ơi. Mia Yon này quá muộn. Tám con Yon này chơi gì anh em? Yon này nhót thôi. Trừ khi nó ra phát một con Yon 2 luôn thì mình có thể mình suy nghĩ. Nhưng mà không, mình định chơi Vera, chơi Teo gì đó thôi. Mình chơi Vera thì phải có một con chưa biết chừng. Xem nào nhé, biết được ra phải thỉnh đồ sao anh em.
ra thẻ thánh đồ nó lại thú vị đi, thú ăn xui thú vị thiệt luôn chứ. Giò này hơi hơi mỏng rồi, em cho nó thêm cái giáp Gaia. Giòn một mà thưa giòn một mà thôi chứ cho Gaia cho thêm Malok đi. Giò này chơi gì thú này, ai bán đâu mà đùm được thế gió thế. Tạo này mà nó không biết cho gì em. Flo chắc bỏ thôi em. Đồ để cho con Malok cầm. Peo 2. Khớp phết nhỉ, tự nhiên nó khớp phết nhỉ. Thương sẽ cho con Red đi. Cầm lặng sẽ cho con Chrissy. Thẻ thú sẽ cho con Chrissy. Con Teo này sẽ phải cầm một cái Gaia. Và con Malok sẽ cầm một cái Malon này. Phết này đây này, đây này, đây. Phết này đây. Bắn đáy không nhỉ? Bắn đáy được anh em ơi. Nhiều nhiều nó có sát thủ không? Bắn đáy đi. Cần bán Vera đi hoặc bán Chrissy đi. Ô, sao con kia chết luôn vậy? Sao Malok chết sớm luôn vậy? Ô, mình chưa kịp nhìn gì luôn, có nhìn Rat là đấm chết luôn ý. Vãi trưởng mạng. Nó cầm đồ này hơi yếu. Thêm đồ thủ nữa, thêm một đồ thủ nữa. Malok phải đứng dưới một ô rồi, con QC đứng trên một ô rồi. QC chết trước. Thêm, thêm cần. Nãy chơi đủ này rồi, cần thêm nữa, một thêm đi. Malok đáy à? Malok xuống đáy cũng được. Lớp không đáy đi cho thì mana nó đã hơi mỏng rồi, mình đã không có đồ tanh cho nó rồi thì mình có phải xuống chơi được game gì đó nữa. Phoenix carry được hai lần ulti làm sao Malok carry được. Cười nhỉ? Cười con Malok nơi 29 máu cũng không tươi lắm đâu nhưng mà thương đáy này, thương đáy bên này, thương đáy bên kia. Nhiều thương á, chả biết đằng nào mà lần ấy em nhiều thương quá ấy. Nhiều yon lắm, nhiều yon, 1-2 yon. Trận này trở ra tướng lâu quá. Mãi ra mấy con tướng cho mình chơi ấy. Bán sư nhầm. Chắc chờ Volcat thôi, chờ Volcat đập vào Volcat 2 thôi. Không vội gì lắm.
bắt được con teo này, thương đáy này, thương đáy bên này, thương đáy bên kia này, thương đáy bên này này, thương đáy bên này nó sợ hơn nhỉ. Thương đáy bên kia không sợ lắm anh, đẩy chuyển đáy đi. Ôi vừa mất phải để con này xuống một ô. Rồi con Yon Malok mình khỏi chơi game rồi anh em ơi. Rốt quá. À mình nhanh Malok nhảy đồng phát. May thế. May không thua anh em, trận đấy vào đấy mình đánh hơi lỗi. Để thằng Thên nó chơi game được lâu á. Thên đã không được chơi game lâu. Teo này thì mình lấy thêm 1, 2, 3 con nữa đâu nhỉ, lấy con Teo 3 nữa đâu nhỉ. Theo ba cũng ngon đấy. Hai truy hồn thì không cần lắm nhỉ, lấy thêm mana đi. Khá là cần mana. Mình này đi. Truy hồn cho teo lại đi. Mình trợ Reha lại cho con này, hôm nay cho con Malok đi. Chưa lên được, pha sau lên nhé. Này phải xuống một ô này. Thương đáy này, thương đáy này. Thương đáy này, thương đáy này. Tất cả được pháo u này hết anh em ơi. Đang sẽ bắn góc đáy này thôi. Bắt được con Yon này. Yon này bắn ngang này. Mày thầy Yon. Mày bắn tao thầy Yon. Brand nội hơi phát nữa là mình cũng hơi điên đầu với nó đấy. Rồi ok, không nộ được rồi. Mày à bà ấy. Mày hơi bưới. Sao mình lên luôn nhỉ? 29 máu hơi cần đấy. Luôn đi. Cần là Lily thì không ta? Đây có sợ gặp con gì không? Không, góc này không sợ lắm anh em, góc này khá là chill. Khá chill. Teo một teo bắn máy, một teo bắn kia. Bắn lại đúng con cát rồi. Thấy cho Malok ở lại nó còn tanh được trong mình anh em ơi. Mấy nó hơi thiếu tanh. Một cát sống dài quá anh em ơi. Máy quá rát thống khổ, Yon bắn đúng đau. Cần von cát, cần con Chris Vera. Cát thường một sách thánh. Vera thì chưa thấy đâu. Chết dở lại không thấy con Vera đâu rồi. Ba sau nhá anh em nhá. Mà này vội. Con đáy này đúng không? Đấy bên kia một phát không sao. Một đáy này. Na có chui vào đây à? Mày chui. Dính một phát truy hồn anh em ơi. Sống được không nhỉ? Mày hả bữa ấy? Chắc mình có phone card, mình cho phone card mình bay đi. Phone card bay đi. Này thôi. Còn lại đồ thì khá là... Để cho Vera. Mình cho Vera, cho Vera. Không phát bay đi, Vera đứng đây. Thú này cho Vera. Cần thêm một con Prissy thì cần một con Dirac. Dirac đâu ta? Các con cát này sẽ đập lên 2 nhé, nhưng mà muốn lên con Teo 3 nhỉ. Tại Teo 3 khá là tím bởi vì con cát 2 là con sách thánh. Suy nghĩ anh em, để suy nghĩ.
Phải xử lý nhanh nhá, xem là lên Tel 3 hay là lên Vonkat hay gì nhá. Xem sót tướng không. Ngọc đại sách thánh cho Vonkat 2 đi. Ngọc đại ra này cho quét được. Quét nộ thêm một phát nữa cho nó thêm thú vị anh em ơi. Thêm phần thú vị. Và mình cần thêm con Greedy Dirac. Chính xác là nó VC vào đây. VC vào đây, phải đứng lên trên này. Đây. Cương đáy này. Cương đáy này. Con cát đáy này à. Muốn gặp con cát anh em ơi. Muốn gặp con cát lắm. Mà lúc mình không nhảy được ta, con lúc mình không nhảy được phát nào vậy ta. Ô chết hết này. Nổ phát nữa anh. May à bưởi, chọc luôn này đi. Ok. Con cát mình cho nó đứng lại đi. Này cho này cho con crest đi, crest xuống đáy nổ đi. Con cát đứng lại. Chi hồn với đồ thủ à? Đồ thủ đi. Này à. Này à cũng được. Này cho quét. Lốc cầm thế này cho con trâu anh em này. Cắt. Cắt xuống đấy. Cắt xuống đây. À! À! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Sephira! Trời ơi! Đi rắc! Đi rắc! Sephira! Oh shit bro, bị tê. Oh no. Oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh. Fuck. Liquid phải có một cái sai lầm gì đó anh em ơi. Liquid phải có một cái lỗi lầm gì đó đúng không? Liquid phải là vậy đúng không? Quyết phải có một cái gì đó kinh hoàng xảy ra anh em ơi. Gần Sephira lại ngay nhá. Magic pervades. What is my top? Water. This is. Fuck. Trời ơi, đánh thế không đánh được. Ghét ghê, ghét ghê. Thương đáy. Cái bên này, bên cản nó ma lốc mình. À, thêm bắt đáy bên này à? Mày à, bắn thêm. Mày bắn thêm tao. Quét nộ phát em, trời ơi làm gì đi em, chết đừng chết em ơi. Thôi xong rồi. À, thên. Con cát này cái choi. Không có choi nào, nó cứ choáng mình không biết chạy đâu ấy em ơi, vì con cát nó đứng ở giữa đấy nó sẽ choáng hết cả lũ đấy của mình. Tại còn cái pha là một người ấy, thì hiểu sao thì em mất Sephira đi á. Lỗi nhầm nhiều quá. Với mình đây kết thúc rồi, em thích cái chuyện này, like, subscribe, hẹn gặp lại anh trong clip lần sau nhé.